thấy chết không sờn ngụy quân tử chương 11. Tú Nhi Lão Vương cách vách Có ý gì? Thượng quan tinh phong không tiếp thu đến mức này. Ngụy quân giải thích, thượng quan thừa tướng là cha ruột ngươi sao? Thượng quan tinh phong gật đầu, đương nhiên đúng vậy. Vậy ngươi hố cha ngươi thật đúng là không nương tay mà. Ngụy quân cật nhã. Lý cương mà so với ngươi cũng chỉ như là em trai. Thượng quan tinh phong nghe vậy cười nói, không có việc gì cha ta bị người mắng quen rồi thêm ngươi cũng không nhiều ngụy quân hắn nếu là thượng quan thừa tướng nhất định sẽ phế thượng quan tinh phong đi xóa đi làm lại nhưng nếu con của hắn thành tâm thành ý khẩn cầu mình như vậy ngụy quân quyết định thỏa mãn thỉnh cầu của thượng quan tinh phong không phải là muốn để cho ta mắng thượng quan thừa tướng một trận sao dùng câu nào đây mắng thừa tướng không gọi là bản lãnh mắng hoàng đế mới gọi là bản lãnh ngụy quân quyết định mắng cả thượng quan thừa tướng lẫn càng đế càng đế là món ăn chính thượng quan thừa tướng làm rau quả phụ cũng được nói như vậy loại tân khoa tiến sĩ sau khi được phong quan giống như ngụy quân đều sẽ đưa lên tấu chương tạ ơn ngụy quân đã nghĩ xong tấu chương tạ ơn nên viết cái gì càng đế thân là hoàng đế không để ý tới chính sự một lòng một dạ muốn tu tiên trường sinh năm năm không lên triều đình thượng quan thừa tướng bị phỉ bán khắp thiên hạ bị dân gian xưng là đệ nhất tham quan đại càng, hãm hại trung lương, tham ô nhận hối lộ, không chuyện ác nào không làm. Thượng quan tinh phong, đứng đầu tứ đại hoàng khố kinh thành, trong mắt người ngoài kiêu ngạo ương ngạnh, không kiên nể gì, cho dù đối với đại thần trong triều cũng là mặt hất lên trời, được rất nhiều người xưng là tiểu thừa tướng. Loại hoàn cảnh triều đình như thế này, ngụy quân kiếp trước đã xem qua ở trên sách sử triều gia tỉnh. Gia tỉnh, nghiêm tung, nghiêm thế phiên, tuy không phải hoàn toàn giống nhau, nhưng có rất nhiều chỗ tương tự. Gia tỉnh càng trâu bò hơn so với càng đế, mấy chục năm không lên triều, cũng một lòng tu tiên. Nghiêm tung, gian tướng, danh lưu sử sách. Nghiêm thế phiên, bản sao của nghiêm tung. Đại càng hiện tại ở rất nhiều người nhìn vào, cơ bản là như thế. Cái này không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là ở triều gia tỉnh có một hải thụy, hải thụy sở dĩ có thể danh lọc sử xanh, nguyên nhân quan trọng nhất là hắn thượng một đạo tấu chương nổi tiếng trị an sơ trị an sơ được xưng là thiên hạ đệ nhất sơ hải thụy ở trong trị an sơ trực tiếp chỉ vào mũi gia tỉnh mắng hắn mê tín đạo giáo vọng tưởng trường sinh sai lầm mất nước làm cho gia tỉnh thiếu chút nữa tức chết cũng vĩnh viễn đóng binh gia tỉnh ở trên trụ sĩ nhục lịch sử luận tấu chương mắng hoàng đế thiên cổ không có người thứ hai ngụy quân cảm thấy mình có thể noi theo một chút mang trị an sơ của hải thụy cải biên một chút là ổn thỏa có thể làm cho càng đế tức giận muốn giết người trước đó đã có tiền lệ có người thượng thư trách cứ càng đế trầm mê tu đạo bị càng đế ban chết đợt này mình làm phát siêu cấp cấp bội khẳng định chỉ còn đường chết cái này thực ổn ở thời điểm ngụy quân đang cấu tứ phải sửa chữa trị an sơ để kết hợp tình huống thực tế đại càng như thế nào cửa phòng được gõ vang ngay sau đó ngụy quân đã nghe được có người bẩm báo công tử, người bên ngoài càng tụ càng nhiều, chúng ta đã sắp không ngăn được. Ngụy quân cùng thượng quan tinh phong ở bên trong uống rượu, bên ngoài đã có một đám người tụ tập ở ngoài cửa khuếch trương chính nghĩa vì Ngụy quân. Thượng quan tinh phong vỗ vỗ đầu mình, khẽ cười nói, cùng Ngụy huynh vừa gặp như đã quen từ lâu, thật ra đã quên mất bọn họ. Ngụy huynh, quả thật không thể để cho người bên ngoài đợi lâu, ta đưa ngươi đi ra ngoài vậy. Đi ra ngoài thật ra không thành vấn đề, nhưng phải giải thích với bọn họ như thế nào. Mọi người ở bên ngoài tới là vì khuếch trương chính nghĩa cho hắn. Tuy ngụy quân trong lòng không cảm kích, nhưng nếu không chết được, công phu mặt ngoài khẳng định là phải làm. Thượng quan tinh phong vẻ mặt tự tin, yên tâm, ta đều đã bố trí tốt rồi. Ngụy huynh chỉ cần là chính mình là tốt rồi, chuyện khác ta sẽ sắp xếp giúp ngươi. Đi thôi, vậy chúng ta đi thôi. Ngụy quân cũng lười hỏi thượng quan tinh phong đến cùng là sắp xếp như thế nào dù sao dựa theo kế hoạch hắn cũng không sống được vài ngày cho dù thượng quan tinh phong sắp xếp xảy ra vấn đề cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn căn cứ ý tưởng này ngụy quân cùng thượng quan tinh phong đi ra cửa vừa mở cửa hắn đã thấy được người hầu bên cạnh thượng quan tinh phong lúc trước đã xuất hiện người hầu hơ hơ tay đối với hắn ngay sau đó ngụy quân phát hiện quần áo trên người đã thay đổi quần áo nguyên vẹn không chỉ trở nên rách nát mà mặt trên còn có từng vết máu. Không chỉ là quần áo, Ngụy Quân rất nhanh phát hiện trên tay mình cũng tràn đầy vết thương. Thượng Quan Tinh Phong tiếp nhận một cái gương trong tay người hầu đưa cho hắn, Ngụy Quân lập tức nhìn thấy góc miệng mình cũng tràn đầy vết máu. Ngụy Quân, ảo thuật. Thượng Quan Tinh Phong cười gật đầu, Ngụy huynh quả nhiên trí tuệ, ngươi là bị ta bắt tới, nếu trên người ngươi không có một chút dấu vết bị tra tấn thì làm sao lừa gạt thế nhân đây? cái sắp xếp này thật ra không có gì xấu chẳng qua ngụy quân nhìn nhìn thượng quan tinh phong lại nhìn nhìn người hầu thượng quan tinh phong vô lực mà nói các ngươi vì sao thuần thục như vậy người hầu đáp lời chuyện cùng loại ta đã trải qua rất nhiều lần công tử thật ra đã âm thầm giúp không ít người nổi danh chẳng qua ngụy công tử ngài là người mà công tử coi trọng nhất ngụy quân nhìn xuống xúc động mắt trợn trắng lên đi thôi ngụy huynh thật có lỗi diễn trò phải làm nguyên bộ, chúng ta là chuyên nghiệp. Thượng quan Tinh Phong gọi Ngụy Quân lại. Sau đó để cho hai người một trái một phải đỡ lấy hắn, thật giống như hắn đã không đứng nổi vậy. Ngụy Quân, thật là rất chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến mức hắn cũng lười chọc ngoáy. Ngụy Quân đã có thể nghĩ đến, sau khi mở cửa, đám người ngoài cửa kia sau khi nhìn thấy mình sẽ là bộ dáng lệ nóng lưng tròng cùng tức sùi bọt mép. Quả nhiên sau khi ngụy quân lấy bộ dáng đã bị tàn phá xuất hiện nhóm người ngoài cửa tập thể cao trào ngụy huynh ngươi không sao chứ quá đáng các người lại muốn lấy mạng người ta như thế thượng quan công tử ngươi không sợ lọt vào báo ứng sao thượng quan tinh phong mặt mang tươi cười nghe người khác mắng hắn người khác nghĩ thượng quan tinh phong là cười kiêu ngạo thật ra thượng quan tinh phong là cười thoải mái người khác càng mắng hắn hắn lại càng cao hứng hơn nữa hắn còn thường thường trêu chọc đám người một chút, hy vọng họ mắng càng ác càng tốt. Báo ứng. Báo ứng là cái gì vậy? Bản công tử chỉ tin tưởng nắm tay cùng quyền lực. Lúc này quá kiêu ngạo rồi. Nhưng lúc này người hầu thượng quan Tinh Phong tiến lên một bước, phóng xuất ra uy áp thuộc về người tu hành. Nhất thời áp đại bộ phận người khó có thể há mồm. Chỉ có những người tâm trí cực kỳ kiên nghị mới có thể chống đỡ uy áp người tu hành mà mở miệng nói chuyện nhưng đại bộ phận người tâm trí kiên nghị cũng có đầu óc thượng quan tinh phong dù sao cũng là con thừa tướng là địch với hắn không có chỗ tốt gì hiện tại ngụy quân đã được thả ra cho nên cũng không cần thiết dây dưa quá nhiều cùng thượng quan tinh phong tuy ngụy quân bị tra tấn không thành hình người nhưng cho dù nên khuếch trương chính nghĩa cho ngụy quân sau đó thượng thư cáo trạng thượng quan thừa tướng dạy con không nghiêm đều tốt hơn so với hiện tại giáp mặt đối nghịch cùng thượng quan tinh phong cho nên bạn tốt thái kỳ lâm của ngụy quân chủ động đứng dậy chống đỡ uy áp người tu hành mở miệng thượng quan công tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng chúng ta đưa ngụy quân rời khỏi đợi một chút thượng quan tinh phong từ trong lòng lấy ra một cái bình sứ ném cho thái kỳ lâm bản công tử chỉ là đùa một chút cùng ngụy trạng nguyên xem dọa các ngươi đến thế nào kìa đang dược trong chai là khư ba để cho ngụy quân uống một viên, trên người sẽ không lưu lại vết thương. Cái này đã sớm chuẩn bị tốt để cho ngụy quân khôi phục tướng mạo bình thường. Thượng quan tinh phong quả thật đã sớm sắp xếp tốt hết rồi. Thái Kỳ Lâm trải qua chuyện diệu âm phường, đã ổn trọng hơn rất nhiều so với trước đó, hắn cũng không có nói không cần thuốc của ngươi, mà lặng lẽ nhận lấy. Sau đó muốn đưa ngụy quân rời khỏi. Tuy trong lòng thực nghẹn khuất, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất rồi ngay ở lúc này thượng quan tinh phong lại mở miệng đợi một chút thượng quan công tử còn chuyện gì thái kỳ lâm trong lòng trầm xuống thượng quan tinh phong trên mặt lộ vẻ nụ cười kiêu ngạo giọng điệu cũng mười phần nghiền ngẫm ngụy quân bản công tử có lòng tốt mời ngươi đến phủ để uống rượu ngươi có phải nên tỏ vẻ cảm tạ một chút đối với bản công tử hay không nghe thượng quan tinh phong nói như vậy ở đây không ít người hô hấp đã trở nên dồn dập hẳn lên bọn họ tự cho là nghe hiểu lời ngầm của thượng quan tinh phong giết người bất quá đầu rơi xuống đất thượng quan tinh phong tra tấn ngụy quân một trận hiện tại lại có thể còn muốn ngụy quân nói lời cảm tạ với hắn đây là nhục nhã trắng trợn quá đáng mà bọn họ là những người đứng xem không thể nhìn ra được nhưng ngụy quân có thể nhìn được ngụy quân thậm chí còn có tâm tư chấm điểm cho kỹ năng diễn của thượng quan tinh phong Thằng nhãi này hiển nhiên là giả hoàng khố đã quen, hành động chỉ lưu ở mặt ngoài, không nhập sâu linh hồn, cũng chỉ hơn một chút so với dòng ngôi sao tiểu thịt tươi kiếp trước, biết lai. Like. Ngụy quân nghĩ như vậy, bỗng nhiên phát hiện tay mình không nghe bản thân sai sử, đưa lên cao. Sau đó, bốt, một cái tác quất lên trên mặt thượng quan tinh phong. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ngụy quân cũng mộng. Cái tình huống gì vậy? ta không muốn động thủ mà lúc này bên tai hắn truyền đến một câu là ta khống chế cánh tay của ngươi đánh ngụy quân đột nhiên nhìn về phía thượng quan tinh phong truyền âm lại có thể là công tử ăn chơi này cho nên thằng nhãi này là khống chế mình sau đó để mình cho hắn một cái tác ngụy quân coi như là kiến thức rộng rãi nhưng thao tác của thượng quan tinh phong vẫn làm cho hắn chấn kinh quần chúng ăn dư cũng chấn kinh ngụy quân tử không sợ quyền quý trước mắt bao người cho công tử thừa tướng một cái tác, trình diễn ra khí khái bản thân vô cùng nhường nhuyễn. Việc này rất nhanh sẽ truyền khắp kinh thành, tên ngụy quân sẽ được vạn người kính ngưỡng. Mà phía bị tác, lúc này trên mặt đang lộ vẻ tươi cười thích ý. Người hầu nhìn dấu bàn tay đỏ tươi trên mặt thượng quan tinh phong, vẽ mặt một lời khó nói hết. Công tử, ngài có cần thiết hy sinh bản thân như vậy không? Thượng quan tinh phong cười nói, đương nhiên là cần thiết, chỉ cần có thể để cho ngụy quân nổi danh ta chịu chút khuất nhục không tính là cái gì người hầu ngài hy sinh cũng quá lớn đi thượng quan tinh phong lắc lắc đầu cái này tính là hy sinh gì ngụy huynh mới là hy sinh chân chính hắn là đặt cả tính mạng lên có thể giúp ngụy huynh nổi danh là vinh hạnh của ta dừng một chút thượng quan tinh phong ánh mắt có chút vi diệu thì thào lẩm bẩm hơn nữa bị người đánh thật sự rất thoải mái nha người hầu rùng mình ớn lạnh một cái, lặng lẽ rời xa thượng quan tinh phong vài bước. Ngụy quân quả nhiên bị phân đến hàng lâm viện. Cái này không phải vì thượng quan thừa tướng chiếu cố đặc thù với hắn, mà là vì trạng nguyên, bản nhãn cùng thám hoa nhất giác vốn sẽ bị trực tiếp phân vào hàng lâm viện, hơn nữa bắt đầu đi lên từ hàng lâm biên soạn lục phẩm. Chức vụ biên soạn này tương đương với thư ký của hoàng đế, chủ yếu phụ trách biên tu lịch sử bổn triều, ghi lại tình huống thực tế của triều đình bao gồm ngôn hành cử chỉ của hoàng đế cũng phải nhất nhất ghi lại chi tiết viết vào trong sử sách lưu cho hậu nhân xem xét đồng thời biên soạn còn phụ trách giảng bài cho hoàng đế là lão sư của hoàng đế ở phương diện văn hóa đương nhiên càng đế si mê tu đạo khẳng định là không nghe nhưng địa vị biên soạn bày ra ở đó thanh quý hiển hách cao đến tận nóc tuy chỉ từ lục phẩm nhưng cho dù là quan to tam phẩm trở lên cũng sẽ không dễ dàng đắc tội biên soạn bởi vì biên soạn thật sự có quyền lực cùng năng lực làm cho ngươi để lại tiếng xấu muôn đời. So sánh với ba vị thiên chi kiêu tử nhất giáp, tiến sĩ nhị giáp tất nhiên không thể may mắn như vậy. Tiến sĩ nhị giáp muốn tiến vào hàng lâm viện mà nói, còn phải trải qua chọn lựa. Chỉ có tiến sĩ nhị giáp trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, có bối cảnh, mới có thể được tuyển vào hàng lâm viện tiếp tục học tập. Nhóm tiến sĩ tiếp tục học tập này sẽ được xưng là thứ các sĩ thứ các sĩ còn phải trải qua khảo hạch, chỉ có càng ưu tú hoặc là bối cảnh càng cứng rắn so với người khác, mới có thể tiếp tục ở lại hàng lâm viện, đảm nhiệm các công tác như biên tu, kiểm thảo. Mà điểm cuối tất cả cố gắng của bọn họ, chẳng qua là khởi điểm của ngụy quân nhập hàng lâm viện. Trên lệch to lớn như thế, dưới tình huống bình thường, trạng nguyên như ngụy quân vốn sẽ cái đích để mọi người nhằm vào, rất nhiều người sẽ hâm mộ ghen tị ghét hận đối với hắn. Nhưng tình huống thực tế là, sau khi ngụy quân xuất hiện hầu như mọi người đều quỳ bái tâm phục khẩu phục đối với hắn ngụy huynh thượng quan tiểu nhi kia không có tìm ngươi gây phiền toái nữa chứ ngụy quân có chút đáng tiếc không có đó là một cực phẩm không chỉ không muốn tìm ta gây phiền toái còn muốn làm trâu làm ngựa cho ta hoàn hảo thượng quan tiểu nhi nếu tìm ngụy huynh gây phiền toái chúng ta nhất định liên hợp thượng thư tham thượng quan thừa tướng một quyển không sai ngụy huynh yên tâm ngươi không phải đang chiến đấu một mình chúng ta đều sẽ ủng hộ của ngươi ngụy quân trong lòng nói ta cảm ơn ngươi ta cảm ơn cả nhà ngươi các vị có thể đắc tội quân tử không thể tội tiểu nhân ta không có vướng bận gì cho nên làm việc có thể xúc động một ít mọi người không cần học ta bằng không sẽ làm cho mọi người ngụy quân nói bổn ý của hắn là mọi người đều cách xa ta một chút thực để các người bảo hộ ta phiền toái làm thế nào mà tìm đến ta được nhưng mà người thành công đánh cái rắm cũng thấy thơm nghe thấy ngụy quân nói như vậy tất cả mọi người đều cảm động ngụy huynh quả nhiên có tâm vì mọi người không hổ là cao đồ chu tế Tử. có bằng hữu như ngụy huynh quả nhiên là làm cho người ta mặc cảm ngụy quân lão tử cũng không phải nữ thần sao lại đột nhiên thêm nhiều chó liếm như vậy không phải là Thượng quan Tinh Phong lại giúp lão tử làm cái gì đó chứ? Kiếp trước ở trong giới giải trí đã nhìn quen rồi, không lẽ các người cũng đã thấy qua. Thật ra Ngụy Quân đã hiểu lầm. Những người này có thể khảo tới tiến sĩ, cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ số thông minh không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ PR giúp hắn là Thượng quan Tinh Phong, Thượng quan thừa tướng công tử. Cho dù là kiếp trước nếu công tử nhân vật số 2 một quốc gia nguyện ý hy sinh bản thân để trợ giúp hắn nổi danh, khẳng định cũng có thể lừa gạt 99% người ta. Địa vị là bày ra ở đó. Trừ khi hình tượng thượng quan tinh phong trước đó bị vạch trần, nếu không hình tượng của Ngụy Quân là vững như Thái Sơn. Cái này thật mệt mỏi mà. Ở thời điểm vài chó liếm vây quanh Ngụy Quân điên cuồng liếm, chu tế tử cùng một thái giám đi đến. Thái giám tự nhiên là đến từ trong cung. Chu Tế Tử là Tế Tử Quốc Tử Giám, đám người ngụy quân đều tính là đệ tử Chu Tế Tử. Nàng xuất hiện ở trong này là phụ trách mở ra thư sơn. Về phần Thái Giám là tới lấy tấu chương tạ ơn của đám người ngụy quân. Nếu vào hàng lâm viện, tự nhiên là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn. Đừng nhìn càng đế luôn luôn tu tiên, đối với đại sự trong triều cũng lười quan tâm, nhưng càng đế rất thích nghe người khác khen hắn nghe nói thượng quan thừa tướng là vì am hiểu viết thi từ văn chương vỗ mông ngựa mới được càng đế coi trọng đưa lên làm thừa tướng tiến sĩ là một nhóm người văn thơ tốt nhất tiến sĩ mới lên còn chưa có khen ngợi hoàng đế cho nên chuyện đầu tiên sau khi làm quan chính là tạ ơn vỗ mông ngựa càng đế đây là lệ thường trước đó đã có người dặn dò đám người ngụy quân bọn họ cũng đã sớm viết xong tấu chương tạ ơn cho nên thái giám cũng không nói lời thừa sau khi đến liền nói thẳng các vị hàng lâm, tấu chương tạ ơn đã viết xong thì giao cho tạp gia đi, bệ hạ còn đang ở trong chờ xem. Ngụy quân là người đầu tiên sản khoái giao tấu chương lên. Bản trị an sơ của hải thụy nhập gia tùy tục sửa chữa. Ứng yêu cầu của thượng quan tinh phong, Ngụy quân hung hăng mắng thượng quan thừa tướng một trận ở trong tấu chương. Đương nhiên, chủ lực bị mắng vẫn là càng đế. Thiên tấu chương này, Ngụy quân chính là nhắm thẳng được chết đi cho nên dùng từ gọi là không chút khách khí nhưng những người khác không biết thấy ngụy quân động tác nhanh nhẹn như thế tiểu thái giám trên mặt nổi lên nụ cười trạng nguyên công câu từ tạ ơn khẳng định viết sắc màu rực rỡ bệ hạ sau khi xem khẳng định sẽ thật cao hứng tiểu thái giám nói ngụy quân trên mặt cũng xuất hiện nụ cười hy vọng như thế hôm nay bệ hạ rất có hứng thú tổ chức một hồi gia yến ở hậu cung muốn ở trên tiệc phẩm bình văn thơ một khoa này của mọi người, tiểu nhân ở trong này chút trạng nguyên công lại đoạt văn khôi. Ngụy quân trên mặt nụ cười càng chân thật, tốt lắm, ta cũng thực chờ mong. Người biết đến càng nhiều càng tốt. Ngụy quân vốn lo lắng chỉ có càng đế nhìn thấy tấu chương của hắn mà nói, vạn nhất càng đế làm một niêm gia rùa thì làm sao giờ. Bên cạnh có người là tốt rồi. Người tham dự càng nhiều, chuyện này lại càng không che giấu được lúc đó càng đế bị đánh mặt là định rồi cho nên cơ hội càng đế ban chết cho hắn sẽ càng lớn hơn nữa tiểu thái dám sai khi mang tấu chương tạ ơn của đám người ngụy quân đi nhóm chó liếm ngụy quân lại xông tới ngụy huynh xem ngươi tự tin như thế chẳng lẽ là viết một thiên văn chương truyền cho đời sau thái kỳ lâm bạn tốt của ngụy quân nói đùa thuận tiện nói một chút hắn có thể đi vào hàng lâm viện là thượng quan tinh phong đi cửa sau cho hắn tuy ở trong khảo nghiệm của thượng quan tinh phong thái kỳ lâm biểu hiện không bằng ngụy quân nhưng cũng tính là một người đọc sách có khí khái được thượng quan tinh phong coi trọng nghe thái kỳ lâm hỏi như vậy ngụy quân cười cười sau đó xuất ra một bản sao chép ngụy quân là một người thực trầm ổn tuy hắn cảm thấy càng đế xem xong tấu chương của mình đại khái sẽ tức giận mà giết chết mình nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất càng đế dìm tấu chương xuống nhẫn xuống thì sao dù sao cũng không có nhiều người biết đến. Cho nên vì vạn vô nhất thất, ngụy Quân sao chép tấu chương của mình ra rất nhiều bản. Tóm lại, mặt càng đế hắn đánh định rồi, di sớt đến cũng không cứu được càng đế, ngụy Quân nói. Nhất định phải bước càng đế đến bước phải giết chết hắn. Cho nên, thiên tấu chương này truyền càng rộng càng tốt. Các vị, đây là thiếp tạ ơn ta viết, xin các vị chỉ điểm. Ngụy quân biểu hiện thực khiêm tốn. Thái Kỳ Lâm không lằng nhằn, thuận miệng nói, ta đến thưởng thức trước. Một lát sau, Thái Kỳ Lâm bắp chân mềm nhũng. Một khắc sau, nhóm chó liếm tất cả đều mặt không còn chút máu. Ngụy Huynh, ngươi. Lá gan cũng quá lớn. Ngươi chết chắc rồi. Ngụy Huynh, ngươi quá xúc động. Ngụy Huynh xả thân cầu người, xin nhận ta một bái. Ngụy Huynh, cần gì như thế, ngươi vốn có tiền đồ tốt mà ngụy quân gió nhẹ mây nhạt khoát tay áo không có gì không có gì ta là vì quốc gia làm một chút công tác bé nhỏ không đáng kể các vị không cần đại lễ như thế tốt nói rất đúng ngụy huynh tài hoa quả nhiên thắng ta gấp 10, nhưng ta bội phục càng ngụy huynh vẫn là khí khái bệ hạ tu huyền lầm quốc thiên hạ đều biết thành thật mà nói ta cũng nghĩ đến khuyên nhũ bệ hạ ở trên tấu chương tạ ơn nhưng mà các tiền bối đã bị ban chết trước đó đã làm cho ta vứt bỏ đi suy nghĩ này ngụy huynh ngươi là thật sự dũng sĩ ta chỉ là một kẻ nhu nhược ta cũng vậy chỉ đáng tiếc một thân tài hoa này của ngụy huynh ngụy huynh ngươi yên tâm cha ta là lễ bộ thị lan nếu bệ hạ muốn ban chết ngươi ta sẽ cầu cha ta toàn lực cầu tình cho ngươi vốn ngụy quân nghe nhóm người này trù mình lập tức sẽ chết nghe rất vui vẻ Thẳng đến hắn nghe được có người muốn để phụ thân cầu tình cho mình, nhất thời giật mình một cái, vội vàng nhìn qua. Người nói chuyện là Lý Thám Hoa. Lý gia là thế gia đại nho, một cửa sáu tiến sĩ, cha con hai Thám Hoa. May mắn thiếu một, bằng không ngụy quân sẽ hoài nghi thế giới này có thể là thế giới võ hiệp. Nói lại, thiếu một cũng đáng tiếc, bằng không ngụy quân nhất định làm huynh đệ tốt cùng Lý Thám Hoa. Dù sao Lý Thám Hoa trong truyền thuyết làm huynh đệ thật sự là rất nhân nghĩa, không chỉ đưa thanh mai trúc mã của mình cho huynh đệ tốt, còn đưa sản nghiệp tổ tiên của mình cho huynh đệ tốt luôn, sợ huynh đệ tốt cùng tình nhân trong mộng của mình sống không được tốt. Làm huynh đệ mà làm được tới mức đó, quá cảm động mà. Đáng tiếc. Lý thám hoa này hẳn không có giảng nghĩa khí như vậy. Đại não đang miên mang suy nghĩ, miệng của ngụy quân cũng không có nhàn rỗi, Lý huynh, vạn vạn đừng cầu tình với lệnh tôn cho ta. Ta là ông tâm hẳn phải chết để đang đạo tấu chương này, Ngụy Quân ta không có vướng mắt, có chết thì cứ chết. Nếu liên lụy đến trên người Lý huynh hoặc lệnh tôn, ta cho dù chết cũng sẽ chết không nhắm mắt. Đại trưởng phu một mình làm việc một mình gánh vác, ta nếu làm như vậy, nào có giác ngộ gánh vác hậu quả. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể nghe vào lời của ta, không cần trầm mê tu huyền nữa, ta cho dù chết cũng có ý nghĩa. Lý Thám Hoa hốc mắt nháy mắt đỏ lên, đã bị cảm động. Ngụy huynh, ngươi suy nghĩ vì người khác như vậy sao lại không nghĩ cho bản thân chứ ngụy quân cười mà không nói ca tất cả đều là nghĩ cho bản thân đấy chứ ngươi có biết cái các ngươi chu tế tử vốn đang làm công tác chuẩn bị mở ra thư sơn nhưng nàng rất nhanh đã bị ngụy quân hấp dẫn lực chú ý thật sự là nhóm chó liếm cảm xúc quá mức kích động chu tế tử làm đại nho muốn không phát hiện cũng khó các ngươi đang nói chuyện gì cảm xúc kích động như vậy chu tế tử không biết khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh ngụy quân tò mò nhìn nhóm chó liếm sau đó nhóm chó liếm mồm năm miệng mười bẩm báo lão sư người cứu ngụy huynh đi ngụy huynh muốn chết bệ hạ nhất định sẽ ban chết cho ngụy huynh chu tế tử nghe vậy cũng bị dọa giật mình ngụy quân là một đệ tử thực nhu thuận ngày thường sau khi hết lớp còn thường xuyên lén tìm nàng thỉnh giáo vấn đề xem qua thực khiêm tốn hiếu học tuy chu tế tử cũng biết bộ phận nguyên nhân ngụy quân sở dĩ thường xuyên tìm nàng nói chuyện riêng cũng là có mơ ước sắc tướng của nàng nhưng dù sao lệ chất trời sinh cũng khó mà kiềm giữ chu tế tử đối với cái này cũng đã quen rồi dù sao nàng cũng chứng mắt loại nhóc con chưa đủ lông đủ cánh này nhưng cảm giác được loại tiểu tử chưa ráo máu đầu này thầm mến vẫn thực không tệ làm nữ thần đại chúng của quốc tử giám chu tế tử thực am hiểu xử lý loại quan hệ này nhưng sau khi xem xong tấu chương tạ ơn mà ngụy quân viết chu tế tử cũng sợ ngây người nàng phát hiện mình đã xem thường đệ tử này ta còn tưởng rằng ta là cái bình xịt thiên hạ đệ nhất không nghĩ tới ngươi đã trò giỏi hơn thầy chu tế tử nhìn ngụy quân lẩm bẩm nói ngụy quân khiêm tốn nói đệ tử vẫn kém xa so với lão sư khiếu nhượng của lão sư xuất thế cải biến vận mệnh của vô số người mê man hiện thế lại nghịch chuyển một hồi chiến cuộc chiến tranh đệ tử chẳng qua là thượng thư khuyên can quân vương chỗ lão sư chỉ điểm học tập vẫn còn rất nhiều chu tế tử nhìn ngụy quân khiêm tốn thân thể lại vẫn rung rung ngươi có thể so với ta sao ta lúc trước dám mắng cả thiên hạ là vì ta biết không có ai dám giết ta ngươi thì sao ngay cả hạo nhiên chính khí còn chưa có tu thành ngươi không sợ chết sao ngụy quân cử ưỡng ngực mỉm cười nói đệ tử không sợ hắn là thật sự không sợ hắn còn trong ngóng mình chết nữa là đằng khác. Chu Tế Tử là đại nho, hơn nữa là đại nho có thể bảo tam tranh nhất được thế nhân công nhận, người bình thường ở trước mặt nàng, căn bản không nói dối được. Cũng bởi vì như thế, cho nên Chu Tế Tử đến giờ vẫn là độc thân. Dù sao đối mặt một phụ nữ có thể nhìn thấu nói dối, người nam là không có cơ hội. Nhưng mà giờ khắc này, Chu Tế Tử phát hiện Ngụy Quân không có nói dối. Ngụy Quân là thật không sợ chết thế gian lại có thể có nam nhân như vậy chu tế tử là lần đầu tiên gặp được đợi một chút hắn sẽ không vì ta mới làm như vậy chứ chu tế tử bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện làm tế tử quốc tử giám thiên hạ đệ nhất danh y trước đây tiên tử trên tuyệt sắc bản đại nho thế gian công nhận công huân chiến tranh vệ quốc người theo đuổi nàng có khắp thiên hạ trong đó có đủ thiên chi kiêu tử chân chính nhưng chu tế tử chưa từng rung động có một lần có nhân vật lớn theo đuổi nàng tới quốc tử giám, người nọ theo đuổi nàng 9 năm, cùng dạy không thay đổi, nhưng mà nàng vẫn không động lòng đối với hắn, người nọ cũng thật sự không chịu nổi, nhất định muốn nàng nói rõ ràng nàng đến cùng là thích dạng nam nhân gì. Nàng lúc ấy đang chỉ dạy riêng cho ngụy Quân, thuận miệng nói câu mình thích loại chân anh hùng thấy chết không sờn này. Chỉ có người đối mặt tử vong vẫn không sợ hãi, mới xứng để nàng động lòng. Cái này rõ ràng chính là đang khó xử người ta mà. Trên đời này ai không e ngại tử vong Tu tiên tu tiên Vì cái gì phải tu tiên Còn không phải chính là muốn trường sinh bất lão Cho nên người nọ nghĩ Chu Tế Tử là đang cố ý khó xử mình Lúc ấy đã tức giận rời khỏi Chu Tế Tử bản thân Cũng rất nhanh quản chuyện nọ ra sau đầu Nhưng mà hôm nay Nàng thấy ngụy Quân như vậy Bỗng nhiên nhớ lại chuyện ngày đó ngụy Quân thường xuyên nhìn lén mình Điểm ấy nàng biết Hắn thầm mến mình, thực bình thường dù sao thế giới này có rất nhiều người giống như hắn cho nên hắn đã ghi tạc trong lòng tất cả những lời mà mình nói sau đó yên lặng cố gắng giấu tâm ý ở dưới đáy lòng cho tới giờ đứa nhỏ này đã dùng loại phương thức hàm xúc này thổ lộ với mình trả giá quá lớn nhưng thành ý đủ để làm cho trái tim đại nho của nàng cũng lâm vào rung động chu tế tửu càng nghĩ lại càng cảm thấy chuyện là như vậy cho nên nàng dùng sức dẫm chân, cho dù ngươi thích, cho dù ngươi không sợ chết, cũng không thể lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Ta đi hoàng cung nhìn xem, tốt nhất có cơ hội ngăn đạo tấu chương kia của ngươi lại. Không đợi Ngụy Quân cự tuyệt, Chu tế tửu đã biến mất không thấy. Ngụy Quân, phụ nữ này sao lại ác độc như vậy chứ? Lại có thể ngăn cản không cho ta chết. Hoàng Hảo dựa theo thời gian mà suy tính, tiểu thái giám hiện tại hẳn đã đưa tấu chương đến trong hoàng cung rồi ngụy quân nghĩ như vậy liền thở vào nhẹ nhõm một hơi nhóm chó liếm nhìn thấy bóng dáng chu tế tử biến mất cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi may mà có chu tế tử ngụy huynh quả nhiên chiếm được tế tử chân truyền ngụy huynh vẫn kém một ít so với tế tử đại nhân chúng ta kém càng xa hơn nghe được nhóm chó liếm chuyển sang liếm chu tế tử ngụy quân thật ra không có tức giận đối với chu tế tử hắn rất quen thuộc người nữ này quả thật không đơn giản. Trước khi chiến tranh vệ quốc bắt đầu, nàng đã là danh y thiên hạ. Sau khi vệ chiến tranh quốc mở ra, Chu Tế Tử làm quân y cũng tham dự trận chiến tranh nọ. Từ tiên đế đến tiểu binh, người được Chu Tế Tử đã cứu mạng là vô số kể. Thế cho nên sau khi chiến tranh mở ra 2 năm, nàng đã được xem là thần y đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà Chu Tế Tử rất nhanh đã tỉnh ngộ một điểm học y không cứu được người càng quốc cho nên nàng bỏ y theo văn, lấy mắng chứng đạo, từng thiên hùng văn xuất thế, mang cả thiên hạ hầu như đều mắng một lần, bao gồm tiên đế, bao gồm đương kim càng đế, sau đó nàng tự nhiên tu thành hạo nhiên chính khí, sau đó dùng thời gian ngắn nhất thành tựu đại nho. Đổi thành người khác nếu muốn dùng mắng chứng đạo, thì đã sớm bị người đánh chết rồi. Nhưng mà chu tế tử không cần lo lắng, bởi vì trên đời này người thiếu nàng cái mạng là rất nhiều. Ai dám động tới chu tế tửu, chẳng khác nào đắc tội cả một đống lớn người. Cho nên nàng trở thành một tồn tại thực đặc thù, rất nhiều người hận không thể làm cho nàng chết, nhưng không có ai dám chân chính động thủ. Sau khi xem qua một lần tư liệu chu tế tử, ngụy Quân xác nhận một việc. Phải rời xa phụ nữ này. Nàng thật sự là quá an toàn. ngụy Quân vận khí vẫn rất tốt. Ở thời điểm chu tế tử nhích người đuổi theo tiểu thái giám, tiểu thái giám đã mang quyển tạ ơn của bọn họ bày lên trên bàn trước mặt càng đế lúc này càng đế quả thật đang tổ chức gia yến nguyên nhân vì càng đế si mê tu đạo không dễ gặp mặt cùng chư phi hậu cung thậm chí hoàng tử công chúa cảm tình cũng từ từ lạnh nhạt càng đế cũng biết như vậy không tốt vừa lúc hôm nay có thời gian cũng có nhã hứng liền tổ chức một hồi gia yến cung đình gọi mọi người một nhà ở cùng nhau trao đổi cảm tình lẫn nhau nhân tiện bình một chút văn thơ tân khoa tiến sĩ. Tiểu thái giám cố ý mang quyển tạ ơn của ngụy quân đặt ở mặt trên nhất, hấp dẫn lực chú ý tràng đế trước tiên. Tràng đế cầm lấy quyển tạ ơn của ngụy quân, sau đó cười nói với thái giám bên cạnh, mang quyển này để cho các nương nương cùng hoàng tử công chúa đều xem, hàng lâm học sĩ này về sau là của lão sư bọn họ, để bọn họ làm quen trước văn phong lão sư một chút. Vâng, bệ hạ. Tràng đế để quyển tạ ơn của trạng nguyên công lại, hiển nhiên muốn là người đầu tiên thưởng thức văn thơ của trạng nguyên. Lúc này tất cả vẫn đều hòa thuận vui vẻ. Nhị hoàng tử thấy càng đế hưng trí rất cao, thuận miệng nịnh một câu, nghe nói tân khoa trạng nguyên ngụy quân tài hoa hơn người, văn thơ rất tốt, phụ hoàng sau khi xem xong quyển của ngụy quân thì để cho chúng ta thưởng thức với. Nhị hoàng tử thề với trời, hắn chỉ là muốn vỗ mông ngựa càng đế một cái. Nhưng rất nhanh, nhị hoàng tử đã phát hiện không thích hợp chủ yếu là sắc mặt càng đế có chút không thích hợp hơn nửa tay cầm tấu chương của càng đế dùng sức cũng hơi chặt một ít nhưng cụ thể không đúng chỗ nào nhị hoàng tử cũng không nói được bởi vì sắc mặt càng đế rất nhanh đã khôi phục bình thường thậm chí trên mặt còn xuất hiện nụ cười không hổ là tài trạng nguyên đây là thiếp tạ ơn tân khoa tiến sĩ viết tốt nhất mà trẫm từng xem qua càng đế khen ngợi càng đế khen ngợi quyển tạ ơn của ngụy quân như vậy làm những người khác lòng hiếu kỳ cũng được câu lên hoàng thượng có thể để cho chúng ta cũng mở rộng tầm mắt không hoàng hậu cười hỏi một câu nàng thật sự chỉ là muốn mở rộng tầm mắt hoàng đế cười tủng tỉm đưa quyển của ngụy quân cho hoàng hậu sau đó hoàng hậu nhìn lướt qua thiếu chút nữa ném quyển ra ngoài thứ này là đang viết cái gì vậy bệ hạ rõ ràng là đã làm sai vị được trường sinh mà một ý huyền tu giàu có bốn biển cũng không xem dân là chỗ béo bở, mà lãng phí hưng thổ mộc. Năm năm không thị triều, kỹ cương không trị. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, danh tước quá lạm. Nhị vương không thèm gặp, nghĩ mà bạc tình cha con. Lấy ngờ vực vô căn cứ vĩ bán lục nhục thần hạ, nghĩ mà bạc tình quân thần. Nhạc Tây Uyển mà không quay lại cung, nghĩ mà bạc tình vợ chồng. Thiên hạ vừa tham vừa yếu, dân chúng lầm than, khi gặp thủy hạn, đạo tặc bốn phía từ năm đầu tiên bệ hạ đăng cực đã có cái này, càng ngày càng nhiều. Hoàng hậu bị dọa hoa dung thất sắc. Nàng cũng là tiểu thư khuê các có đọc qua sách, những từ này là có ý tứ gì nàng xem vẫn biết. Ngụy quân đây là rõ ràng chỉ vào mũi càng đế mắng hắn si mê tu đạo, hoang phế triều chính, đến nỗi dân chúng lầm than, hôn quân lầm quốc. Đại khái là không kém mấy, chính là ý tứ này. Nhưng một thiên thiếp tạ ơn như vậy, bệ hạ thế mà nói ngụy quân văn thơ rất tốt. Hoàng hậu nhìn thoáng qua càng đế vẫn cười tủm tỉm như trước, đột nhiên có chút sợ hãi. Càng ngày càng nhìn không thấu người bên gối từng cùng nàng đặc biệt ân ái này. Ngay ở lúc này, càng đế cười mở miệng, hoàng hậu, có phải bị hành văn của trạng nguyên công làm cho kinh diễm hay không? Hoàng hậu thực cố gắng châm chức dùng từ, trên mặt cũng gượng lên nụ cười ung dung đẹp để quý giá, quả thật bị giật mình, không nghĩ tới ngụy trạng nguyên có thể viết ra một thiên văn chương như vậy thu được hoàng đế cùng hoàng hậu hai người khen ngợi hứng thú của mọi người đều hoàn toàn bị câu lên minh châu công chúa cũng nằm trong gia yến lần này nàng chủ động mở miệng nói nương nương ta cũng từng học ở quốc tử giám có thể để cho ta xem thử văn thơ của sư đệ không hoàng hậu trong lòng nói rất có thể nhanh mang củ khoai lang phỏng tay này đưa ra ngoài hoàng hậu được như nguyện minh châu công chúa rơi vào tình huống khó xử May mắn nàng không chỉ học ở quốc tử giám, mà còn trải qua lịch lãm chiến tranh vệ quốc, một thân diễn kỹ đã tôi luyện lô hỏa thuần thanh. Càng xem thiên, thiếp tạ ơn này của ngụy Quân, Minh Châu công chúa trong lòng lại càng thấp thỏm, nhưng trên mặt vẫn không chút biểu hiện ra ngoài, ngược lại liên tiếp gật đầu. Cái khác không luận, chỉ nói văn thải, ngụy Quân không hổ danh trạng nguyên. Minh Châu công chúa tận lực để cho bản thân dùng từ khách quan chính xác, miễn cho đắc tội càng đế. Nhưng nói nhiều sai nhiều, Minh Châu công chúa cũng không dám liên tục đi trên dây, cho nên nàng mở miệng rất tự nhiên, gió nhẹ mây nhạt nói với nhị hoàng tử, tử thần, ngươi muốn xem không? Nhị hoàng tử hưng phấn gật đầu, muốn muốn. Hoàng hậu nương nương khống chế vẻ mặt bản thân. Tràng đế tự cười mà không cười liếc mắt nhìn Minh Châu công chúa một cái. Mà nhị hoàng tử tràn ngập chờ mong tiếp nhận thiếp tạ ơn của ngụy quân. Sau đó, nhị hoàng tử cả người liền choáng váng. Đương nhiên, dù sao cũng là thiên gia tử đệ, nhị hoàng tử năng lực phản ứng vẫn mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Hắn nhanh chóng đã ý thức được, Minh Châu công chúa đang hố mình. Nhưng Minh Châu công chúa hố hắn thì không có việc gì, hắn vẫn phải kiên quyết không dám đắc tội Minh Châu công chúa, ít nhất ở mặt ngoài không dám đắc tội. Hiện tại triều đình đại càng, trừ khi càng đế động thủ, nếu không Minh Châu công chúa chính là một cái bất. Mà mình có thể làm gì? Tiếp tục họa thủy đông dẫn không được minh châu công chúa có thể làm như vậy bởi vì minh châu công chúa không cần để ý càng đế nghĩ như thế nào sau lưng của nàng có vô số người tu hành nữ cùng triều thần nữ ủng hộ càng đế cũng không phải ô dù lớn nhất của nàng hắn thì không giống hắn không có căn bản như minh châu công chúa cho nên hắn không thể để cho càng đế xem hắn như một bao cỏ chỉ biết trốn tránh trách nhiệm hơn nữa phụ hoàng vì sao phải mang thiên tấu chương mắng hắn nói thành là khen hắn nhị hoàng tử nhanh chóng nghĩ lại. Làm hoàng tử, đương nhiên phải đón ý nói hồ ý trên. Nhị hoàng tử rất nhanh đã rõ ràng mình nên làm cái gì. Phụ hoàng, nhi thần cả gan, có thể ban thiếp tạ ơn của ngụy quân cho nhi thần hay không? Tràng đế vẻ mặt có chút cao thâm khó lường, người muốn thiếp tạ ơn này. Nhị hoàng tử thản nhiên đối diện cùng tràng đế, vâng, nhi thần xem xong thiên thiếp tạ ơn này, lòng có cảm giác, cảm giác mơ hồ có dấu hiệu phá cảnh, cho nên muốn xin phụ hoàng một cái ân thưởng. Càng đế đang nghe chuyện trên TV audio CV gật gật đầu chuẩn. Dừng một chút, càng đế lại khoát tay áo. Hôm nay đến đây thôi, trẫm có chút mệt mỏi. Tuy gia yến vừa mới bắt đầu, tuy những người khác cũng đã nhận ra một ít không thích hợp, nhưng nếu càng đế nói như vậy, mọi người vẫn đều đứng dậy nói. Nô tỳ cáo lui. Nhi thần cáo lui. Minh châu cáo lui. Càng đế gọi nhị hoàng tử lại tử thần, ngươi lưu một chút. Vâng. Chờ sau khi những người khác đều rời khỏi, càng đế tự cười mà không cười mở miệng, biết trẫm vì sao nói ngụy quân viết tấu chương tốt không? Nhị hoàng tử hít sâu một hơi, trấn định trả lời, phụ hoàng là không muốn dùng danh dự bản thân thành toàn thanh danh hữu nho của ngụy quân. Trẫm từ trên thiên văn chương này, nhìn ra bóng dáng chu thục vân. Phạm thiên văn chương này truyền lưu ra ngoài, ngụy quân khẳng định có thể danh chấn văn đàn, mà trẫm cũng sẽ làm hình tượng hôn quân bị sử sách lưu danh càng đế sắc mặt nghiêm túc trẫm tuyệt không cho phép chuyện như vậy xuất hiện thế nhân sẽ chỉ biết ngụy quân thượng thư tạ ơn thu được phụ hoàng khen ngợi về phần nội dung cụ thể thế nhân sẽ tuyệt không biết xin phụ hoàng yên tâm ngụy quân bên kia nhi thần sẽ tự mình đi một chuyến nhị hoàng tử không người nói càng đế gật gật đầu ngươi làm việc ta yên tâm đi đi Nhi thần cáo lui Nhị hoàng tử trong lòng thở vào nhẹ nhõm một hơi Hoàn hảo, ải này đã qua được Ngay tại thời điểm hắn vừa thả lỏng cảnh giác Thình lình nghe càng đế hỏi một câu Ngụy quân có phải nói ra lời trong lòng ngươi hay không? Có phải xem Ngụy quân mắng trẫm thực thích hay không? Nhị hoàng tử một giây liền quỳ gối trên đất Nhi thần không dám Càng đế liếc mắt nhìn nhị hoàng tử một cái Sau đó không nói cái gì cả Trực tiếp rời khỏi cung điện gần vua như gần cọp. Nhị hoàng tử cảm giác trong lòng mệt mỏi. Tâm càng mệt hơn so với nhị hoàng tử là ngụy quân. Vốn nhìn thấy nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa cùng chu tế tử cùng nhau trở về, ngụy quân là thực hưng phấn. Hắn nghĩ nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa là hoàng đế phái tới khởi binh vấn tội. Vạn vạn không nghĩ tới, nhị hoàng tử mang đến càng đế ban thưởng, ban thưởng. Hơn nữa nhị hoàng tử thay mặt truyền khẩu dụ càng đế là, trẫm lòng rất an ủi, đặc biệt ban cho ngợi khen ngụy quân cả người cũng không tốt không lẽ hoàng đế cũng là một đậu mờ chu tế tử không hiểu đậu mờ là có ý gì trực tiếp hỏi đậu mờ là cái gì chính là chứng chịu ngược đãi thích bị người khác đánh chửi mình thời điểm bị người khác ngược đãi sẽ có một loại khoái cảm biến thái không lẽ bệ hạ cũng là người như thế phiên ngôn luận này của ngụy quân thật sự là quá lớn mật minh châu công chúa nghe vậy biến sắc khẽ trách mắng lớn mật, không cần nói hưu nói vượng. Nàng răng dạy ngụy quân, thật ra là tốt cho ngụy quân, sợ ngụy quân bởi vì không lo lắng ngôn hành, tạo thành hậu quả gì không thể vãn hồi. Nhưng chu tế tử khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần hù dọa hắn, hắn sợ chết thì sẽ không đưa lên đạo tấu chương nọ. Sau đó chu tế tử gật gật đầu với ngụy quân, cười nhạo nói, hoàng đế đương nhiên không phải đậu em mờ, nhưng bệ hạ chúng ta thích hư danh, cho nên tình nguyện cắn nát răng nuốt vào trong bụng, hiểu chưa? Ngụy quân vẽ mặt nháy mắt trở nên 10 phần phức tạp, bệ hạ là không muốn để người khác biết hắn bị mắng. Cái này con mẹ nó cũng có thể. Trên thực tế, cái này xác thực có thể. Chu tế tử kinh thường nói, muốn trách thì trách văn thơ của ngươi quá tốt, đạo tấu chương này một khi công khai, rất có khả năng danh lưu sử sách. Người đương nhiên sẽ sáng trọi thiên cổ, nhưng hoàng đế thì xui xẻo, hắn sẽ là một hôn quân bị đóng đinh ở trên trụ sĩ nhục lịch sử, hiện tại hắn nhẫn nhất thời, tuy không thể trị tội ngươi, nhưng có thể tránh cho bản thân lưu danh xấu vạn cổ. Lời này không tật xấu. Hải Thụy bởi vì một đạo trị an sơ là danh lưu sử sanh, mà gia tỉnh bị Hải Thụy mắng, cũng vĩnh viễn bị đóng đinh ở trên trụ sĩ nhục lịch sử. Tràng đế lần này làm ninh gia rùa, đương nhiên rất có đầu rút cổ, nhưng hắn tránh khỏi kết cục của gia tỉnh, vậy buôn bán lời rồi. Hơn nữa một hoàng đế lại có thể nhịn đến nước này, thật sự là làm cho người ta có chút không rét mà run đương nhiên càng làm cho người ta kinh sợ vẫn là chu tế tửu ở một vương triều phong kiến chu tế tửu trắng trận phân tích ra tâm đế vương loại hành vi này không chỉ là lớn mật nhóm tân khoa tiến sĩ khác nghe mà kinh hãi run rẩy nhị hoàng tử cùng minh châu công chúa cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ đối với chu tế tửu bọn họ là không biện pháp gì cái bình xịt lớn đệ nhất thiên hạ cũng không phải là hư danh nhị hoàng tử bất đắc dĩ mở miệng tế tử đại nhân ngài cũng đừng làm khó dễ chúng ta ngài tự nhiên là không sợ phụ hoàng nhưng chúng ta không làm được chu tế tử cũng không làm khó nhị hoàng tử nhưng nàng vẫn nói một câu với ngụy quân loại tấu chương như thế này về sau cũng đừng đưa lên nữa đương kim bệ hạ khí lượng hẹp hòi lòng dạ phi thường hẹp hòi ta mắng hắn hắn không dám làm gì ta bởi vì ta đã cứu mạng của hắn, hơn nữa đã cứu mạng rất nhiều người. Ngươi không giống, hắn cho dù lần này không trả thù ngươi, về sau cũng sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi, không cần để hắn bắt lấy cơ hội. Nhị hoàng tử lớn tiếng ho khang lên, phụ hoàng khoan dung độ lượng, tuyệt đối sẽ không tính sổ sau thu, xin tế tử đại nhân yên tâm. Chu tế tử liếc mắt xem thường, khoan dung độ lượng. Công huân vệ quốc lúc trước phản đối hắn đăng cơ, sau khi hắn đăng cơ bị giết còn ít sao còn khoan dung độ lượng. Lừa quỷ à! Nhị hoàng tử mặt đã như khổ qua. Đối với loại đại nho như chu tế, càng đế cũng không biện pháp gì, hắn thì càng không có cách nào. Mà những người khác lúc này cũng kinh hãi run rẩy. Chu tế tử được xưng thiên hạ đệ nhất mắng, cái này không là bí mật gì. Nhưng mà trước kia thời điểm chu tế tử dạy học ở quốc tử giám, vẫn thực khắc chế ở trước mặt đệ tử. Lần này có lẽ là cảm thấy bọn họ đều đã nhập sĩ, không xem như đệ tử đơn thuần nữa cho nên ngôn luận rõ ràng làm càng hơn hẳn tin tức lộ ra trong đó làm cho người ta không dám suy nghĩ sâu xa đương sự ngụy quân sắc mặt cũng rất khó coi hắn đã đủ vững vàng nhưng mà ngàn tính vạn tính không tính đến càng đế lại có thể là một niên gia rùa cái này cũng có thể nhẫn hơn nữa hoàng hậu nương nương minh châu công chúa cùng nhị hoàng tử nhóm người này cũng phối hợp quá tốt đi oscar nợ họ một bức tượng cái này quá khó chịu đi. Các người có thể như vậy sao? Không thể ngu xuẩn một chút sao? Không thể lỗ mãn một chút sao? Thật phiền loại lan gia bản này. PS lan gia bản, lớp you baby. Trên thực tế, đàn lan gia bản này càng vững vàng hơn so với hắn nghĩ. Nhị hoàng tử làm bộ mình không có nghe thấy chu tế tử dèm pha, ho nhẹ một tiếng, nói thẳng, tế tử đại nhân, phụ hoàng ý tứ là sự việc hôm nay coi như chưa có phát sinh, Phụ hoàng cũng không hy vọng ở dân gian nghe được tiếng gió gì. Ngăn chặn tất cả khả năng tin tức lộ ra ngoài. Ngụy Quân. Một bước này hắn cũng suy xét đến, cho nên đã nói qua với nhóm chó liếm bên người. Nhưng mà Nhị hoàng tử dự tính được dự tính của Ngụy Quân. Chuẩn xác mà nói, Nhị hoàng tử đã suy xét đến tất cả tình huống. Xin tế tử đại nhân ra tay, xóa đi ký ức của bọn họ về tấu chương của Ngụy Quân. Ngụy Quân có cần làm như vậy không? Nhị hoàng tử chân thật nói, cần, nếu không có khả năng sẽ chết người. Ngụy Quân, lão tử chính là muốn chết mà. Nhưng các ngươi lấp lỗ hổng cũng quá tốt rồi. Nhị hoàng tử dạy cho Ngụy Quân một bài học, một thế giới có lực lượng siêu phàm, muốn phong tỏa tin tức, thật sự khá là thoải mái. Chu Tế Tử chỉ viết một chữ xóa, sau đó chữ xóa đã tỏa ánh sáng, bao phủ mọi người ở bên trong. Sau đó Chuyện này trực tiếp chấm dứt. Ký ức của mọi người về Tấu Chương đã bị xóa đi toàn bộ. Ký ức của Ngụy Quân thật ra không bị xóa đi, dù sao chân linh của Ngụy Quân là chân linh thiên đế, chu tế tự cách cấp bậc đó còn rất rất nhiều. Nhưng mọi người đều đã quên chuyện này, Ngụy Quân cũng chỉ có thể bỏ qua ý tưởng tuyên dương bốn phía chuyện này. Thượng thư khuyên nhủ đế vương còn thuộc về thao tác một thần tử bình thường hoặc một thư sinh có thể lý giải, nhưng ở dưới tình huống chuyện này đã bị che giấu còn tiếp tục tuyên dương bốn phía chính là hành vi thuần túy muốn chết mà điều kiện bắt buộc để thiên đế càng tiến một bước là cần bị người khác giết chết không phải bản thân muốn chết ngụy quân chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi mà thôi làm việc tốt thường gian nan tiếp tục nỗ lực chu tế tưởng nghĩ ngụy quân là đang lo lắng cho tương lai của mình ngay cả người trẻ tuổi này không thiếu dũng khí nhưng cũng sẽ nghĩ mà sợ cái này thực bình thường Nàng thời điểm lần đầu tiên giết người cũng nghĩ mà sợ thật lâu. Ngụy Quân Lưu cho nàng ấn tượng thực không tệ, cho nên Chu Tế Tử vỗ vỗ Ngụy Quân bả vai, an ủi, "Đừng lo lắng, lần này ngươi quả thật đã đắc tội hoàng đế, hậu hoạn vô cùng, nhưng về sau ta che chở ngươi, hoàng đế cũng không dám dễ dàng đụng đến người của ta." Nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa nhất tề biến sắc. Dù sao Chu Tế Tử tuy ở trong triều vô đảng, nhưng người mà nàng đã cứu mạng thật sự rất nhiều, lực uy hiếp là rất lớn càng không bình tĩnh hơn so với nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa lại là ngụy quân. Phụ nữ này, sao lại ác độc như vậy chứ? Ai cần cô che chở chứ? Ngụy quân là một nam nhân tốt giữ mình trong sạch. Tuy kiếp trước hắn ăn chơi chút. Không quan trọng. Nhưng đó đã là quá khứ. Hảo hán không đề cập tới cái dũng năm đó. Tối thiểu kiếp này hắn vẫn là nam nhân tốt. Đại trưởng phu làm việc đường đường chính chính, dũng cảm tiến tới, sao có thể chịu người khác che chở. Ngụy quân lúc này ngôn từ chính nghĩa cự tuyệt chu tế tửu che chở, lão sư, đại trưởng phu một mình làm việc một người chịu, đệ tử không cần ngài che chở. Ngươi một đứa nhỏ, vẫn có lòng tự trọng. Chu tế tửu khẽ cười nói. Ngụy quân, tiểu muội muội ngươi thực dũng mà, lại còn nói ta nhỏ. Ngươi nếu biết ta đến cùng là lớn bao nhiêu, nhắm chừng sẽ bị hù chết. Bỏ đi, thiên đế bất tính toán với tiểu muội muội ngụy quân cũng lười tranh cãi cùng chu tế tửu chỉ nói lão sư đã nói qua bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất mai hoa hương tự khổ hàng lai đệ tử nếu cứ tránh ở sau lưng lão sư thì sẽ không thể trưởng thành là một nam nhân chân chính ngụy quân thuận miệng nói những người khác mắt liền sáng ngời lưỡi bảo kiếm là mài luyện ra hương hoa mai là từ khổ hàng đến vần tốt quả nhiên là vần tốt Tế tử đại nhân không hổ là học giả uyên thâm thiên hạ, xuất khẩu thành thơ. Nhị hoàng tử tán thưởng. Minh Châu công chúa cũng thán phục, thiên hạ mới tổng cộng một thạch, chu tỷ tỷ đã độc tám đấu, thật sự là làm cho ta theo không kịp. Nhóm chó liếm của ngụy quân cũng đồng thời vỗ mông ngựa. chu Phân Phương mê mang. Sờ sờ đầu mình, chu Phân Phương nhìn về phía ngụy quân, lời này thật sự là ta nói. Không đợi ngụy quân trả lời, chu Phân Phương đã mình tự hỏi tự mình đáp, lời nói có trình độ như vậy, vừa thấy chính là ta nói, chẳng qua ta đã quên mất. Ngụy quân, ngươi không tệ, thực để bụng đối với lời nói của vi sư. Quả nhiên thầm mến ta đã lâu, ta thuận miệng một câu hắn cũng để ở trong lòng. Ngụy quân, tiểu muội muội này có chút vô liêm sĩ mà. Câu đối này rõ ràng xuất từ cảnh thế hiền văn cần phấn thiên, có quan hệ cái lông gì với ngươi. Bỏ đi, xem ở phần nàng muốn làm gấu mẹ, không so đo cùng nàng chỉ cần nàng không tiếp tục che chở mình là được. Sự thật chứng minh Chu Phân Phương vẫn có thể nghe vào tiếng người. Ngươi đã có lòng dạ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi còn trẻ tuổi, có nhiệt tình là tốt, cẩn thận quá cũng sẽ dễ gãy. Minh Châu công chúa sắc mặt có chút vi diệu, Chu tỷ tỷ, lời này tuy không sai, nhưng mà người hình như không tư cách nói người khác như vậy. Thiên hạ còn có người càng cứng rắn hơn ngươi sao? Ngụy Quân nhất tay, ta sẽ càng cứng rắn hơn so với lão sư. Minh Châu công chúa. Quần chúng ăn dưa. Chu Tế Tử cũng ngẩn ra một chút, theo sau dùng sức vỗ vỗ bả vai Ngụy Quân, ha ha cười nói, trước đừng thổi da bò, đi thư sơn đi. Nếu ngay cả sáu bậc thang trước của thư sơn cũng đạp không nổi, ngươi cũng chỉ có thể thổi da bò mà thôi. Ngụy Quân cũng không có hứng thú gì đối với đi thư sơn. Nhưng nếu ý tưởng thông qua tấu chương muốn chết thất bại, vậy đề nghị của thượng quan tinh phong phải đặc biệt coi trọng không thể lưu nhiệm vụ muốn chết viết sách soạn sử chiến tranh vệ quốc này cho người khác cho nên hạo nhiên chính khí hắn phải dưỡng ra mà thư sơn nghe nói là nơi nho gia thánh nhân ngày xưa hàng năm ở đó đi đến độ cao nhất định có thể tự động dưỡng ra hạo nhiên chính khí lão sư phải đi cao chừng nào ở thư sơn mới có thể dưỡng ra hạo nhiên chính khí ngụy quân hỏi chu phân phương giải thích với ngụy quân cũng là với những người thư sơn có đường cuối đường có bậc thang hướng về phía trước một bậc một tầng trời thư sơn đến cùng cao bao nhiêu tổng cộng có bao nhiêu bậc cho dù là ta cũng không biết bởi vì ta cũng không đi đến đỉnh núi về phần các ngươi có thể đi đến bậc thứ bốn đã đại biểu các ngươi có hy vọng thành tựu đại nho có thể đi đến bậc thứ sáu khẳng định có đại nho nguyện ý thu các ngươi làm đệ tử thân truyền nếu có thể đi hơn bậc thứ sáu trong cơ thể sẽ tự nhiên dưỡng ra hạo nhiên chính khí. Bậc thứ sau, thấp như vậy. Ngụy Quân có chút kinh ngạc. Chu Phân Phương liếc mắt nhìn Ngụy Quân một cái. Nhị hoàng tử khẽ cười nói, từ sau khi thư sơn hiện thế, người lần đầu tiên lên thư sơn đều nhập vào bản lên núi, 90% trong đó dừng lại cho ở dưới 6 bậc. Phải biết rằng có tư cách lên thư sơn cũng không là người bình thường. Đám người Ngụy Quân đều là trúng tiến sĩ mới có tư cách lên thư sơn. Dưới loại tình huống này, bậc thứ 6 vẫn có thể quét xuống 90% số người, có thể thấy được độ khó quả thật rất cao. Nhị hoàng tử thấy những người này đều khựng lại, cười cười, sau đó thuận tay nịnh chu tế tử một câu, đứng thứ nhất bảng lên núi, chính là chu tế tử. Tế tử đại nhân sau khi bỏ y sang văn, một khi ngộ đạo, thẳng nhập đại nho, lần đầu lên núi, đã đặt chân bậc 21, chấn động thiên hạ, cũng sáng lập kỷ lục đến nay chưa ai phá vỡ ngụy quân kinh ngạc nhìn về phía chu phân phương tiểu muội muội này dám người phạm tội thì thôi thiên phú cũng phạm tội như vậy sao cảm giác đã có một phần vạn phong thái của mình mình có cần phá vỡ kỷ lục của nàng hay không vạn nhất mình biểu hiện quá có thiên phú nàng lại muốn che chở mình thì sao giờ ngụy quân đang nghĩ tới việc này chu tế tử lại mở miệng có một số người đã biết có một số người còn chưa biết nhưng ta ở trước khi các ngươi tiến thư sơn vẫn phải nhắc nhở các ngươi một chút. Lần này nếu các ngươi tiến thư sơn, một đường đi hơn sáu bậc, dưỡng ra hạo nhiên chính khí, cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Bởi vì triều đình sẽ viết sách soạn sử cho 10 năm chiến tranh vệ quốc kia, hàng lâm học sĩ đã dưỡng ra hạo nhiên chính khí đều biết đây là một chuyện đòi mạng, đều lẫn đi rất xa, cho nên đám người mới nhập hàng lâm viện các ngươi đã thành quỷ xui xẻo. Trong các ngươi, ai dưỡng ra hạo nhiên chính khí, người đó sẽ trở thành người chấp bút 10 năm chiến tranh vệ quốc kia đây là vinh quang vô thượng, cũng là áp lực vô thượng. Sẽ phải định luận 10 năm nọ, luận công ban thưởng, thậm chí sẽ đóng đinh rất nhiều người ở trên trụ sĩ nhục, nhất định đắc tội rất nhiều người, hơn nữa khẳng định sẽ đắc tội đương kim bệ hạ. Bởi vì kết cục chiến tranh vệ quốc, đề cập đến truyền thừa đế vị tiên đế cùng đương kim bệ hạ. Chu tế tử lời này quá lớn mật. Nhưng mà nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa đều bảo trì lặng lẽ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, chu tế Tửu nói là lời nói thật lời nói của chu tế Tửu làm cho những người khác đều bị dọa sững người chu tế tử cuối cùng tổng kết tuy cơ hội thư sơn mở ra thực có hạn nhưng chỉ cần các ngươi trong tương lai làm việc cho tốt luôn sẽ có cơ hội lần này các ngươi có thể ẩn giấu giám chính không thiên dám tự mình ra tay tính qua người chấp bút cho chiến tranh vệ quốc sẽ cửu tử nhất sinh ngụy quân trước đó nghe thực bình tĩnh dù sao thượng quan tinh phong đã nói qua cho hắn trước nhưng một câu cuối cùng của chu tế tửu làm cho ngụy quân mắt sáng rực lên tốt lắm lần này trẫm sẽ không hạ thấp hạo nhiên chính khí trẫm nhất định phải dưỡng ra người chấp bút cửu tử nhất sinh này trẫm làm định rồi ngụy quân liếc mắt nhìn xung quanh một cái sau đó chủ động đứng dậy các vị thật có lỗi có ta ở đây lần này xem ra các người chỉ có thể tranh thứ hai thanh âm ngụy quân vừa dứt ở đây nháy mắt tĩnh lặng minh châu công chúa cùng chu tế tử mắt đều có chút lóe ra tia sáng kỳ dị cho dù là nhị hoàng tử cũng đã cảm khái ở trong lòng trường cục nước nhà đây mà đáng tiếc phụ hoàng ác mà thôi ngày sau nếu có cơ hội có thể giúp người này một tay thì giúp hắn một tay không thể để cho thiếu niên anh kiệt như vậy qua đời khi còn trẻ đại càng cần trường cục như vậy ngụy quân nếu biết ý tưởng của nhị hoàng tử nhất định cho hắn biết hoa hồng vì sao lại đỏ ngụy quân là muốn tìm chết nhưng hành vi của hắn ở những người khác thấy đó là anh hùng không sợ chủ động đưa nguy hiểm đến trên người mình loại hành vi này rất vĩ đại vĩ đại đến làm cho những người khác mặc cảm cũng làm cho những người khác càng thêm kính ngưỡng đối với hắn cơ hữu tốt thái kỳ lâm không muốn để cho cơ hữu ngụy quân này biến thành bạn chết sớm cho nên sau khi phản ứng lại thì hỏi lão sư nếu chúng ta đều không thể đi đến bậc 6 trở lên thì sao? Có phải cũng không cần trở thành người chấp bút hay không? Những người khác nghe Thái Kỳ Lâm nói như vậy, mắt cũng đều sáng ngời. Sau đó nhìn thấy Chu tế tử trào phúng cười cười, các người nghĩ cái gì vậy? Loại nhiệm vụ cửu tử nhất sinh này là ai cũng không muốn tiếp, cho nên chỉ có thể rơi vào trên đầu các ngươi. Nếu các ngươi không thể thông qua lên thư sơn dưỡng ra hạo nhiên chính khí, vậy người xếp đầu lên núi lần này sẽ từ triều đình ra tay giúp hắn đề cao ra hạo nhiên chính khí hạo nhiên chính khí đương nhiên khó được nhưng mà đối với một triều đình mà nói cũng không tính là trân phẩm gì quá khan hiếm đám người thái kỳ lâm vẻ mặt uể oải ngụy quân cũng hơi chút có nhận thức hắn phát hiện một sự kiện người thế giới này hình như hơi có chút quá vững vàng mình có chút xem thường bọn họ nguyên tưởng rằng thượng quan tinh phong là một tên ăn chơi bình thường không nghĩ tới hắn là một đậu em mờ che giấu. Nguyên tưởng rằng càng đế sau khi xem tấu chương của hắn khẳng định tức giận mà muốn giết người, không nghĩ tới càng đế lại có thể là một ninja rùa. Nguyên tưởng rằng mình khẳng định có thể truyền tấu chương ra, không nghĩ tới nhị hoàng tử trực tiếp để cho chu tế tử tiến hành các đức vật lý từ mặt ký ức. Lại ví dụ như chuyện hạo nhiên chính khí này, rõ ràng cũng là một khâu tiếp một khâu, đã sớm đã được sắp xếp tốt rồi đám người mới này thật ra không có năng lực phản kháng ngụy quân còn suy nghĩ về nguyên nhân một chút hẳn là ngụy quân trước đó chỉ là một đệ tử nghèo đại bộ phận thời gian đều dụng tâm đọc sách làm cho ngụy quân nhận biết đối với thế giới này cũng không sâu nhận thức đối với đại lão lại càng nông cạn thực tế chứng minh người ở thế giới này thủ đoạn vẫn rất cao minh ít nhất cao minh hơn so với trước đây ngụy quân nghĩ nhưng đây cũng là chuyện tốt những người này càng lợi hại chờ ngụy quân thật sự thành người chấp bút cũng hại đến lợi ích của bọn họ bọn họ phản kích cũng sẽ càng sắc bén nghĩ đến thời điểm hắn chết cũng sẽ lấy một kích lôi đình không để cho hắn cơ hội phản kháng tốt lắm cho nên lần này lên thư sơn mình không thể ẩn giấu phải bắt lấy vị trí thứ nhất tranh thủ đồng thời dưỡng ra hạo nhiên chính khí sau đó trở thành người chấp bút cử tử nhất sinh kia nên dặn dò đều đã dặn dò tốt rồi các ngươi có thể lên núi. Chu tế tử phất phất tay, cũng không thấy có động tĩnh gì đặc thù, nhưng đám người ngụy quân đã trực tiếp biến mất không thấy. Bọn họ đã bị chu tế tử đưa vào giữa thư sơn. Trong nhẹ nhàng bân quơ, thực lực của chu tế tử đã rung động đến nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đồng tử hơi hơi co rút lại, dò hỏi, tế tử đại nhân ngài nắm giữ năng lực không gian truyền tống. Chu tế tử nhàm chán ngáp một cái, thế nào? muốn mượn sức ta, sau đó thí tỷ sát phụ, mưu triều soán vị. Nhị hoàng tử giật mình một cái, tế tử đại nhân ngài nói đùa rồi. Nữ nhân này cái gì cũng tốt, mặt xinh đẹp, y thuật tinh tuyệt, nét đẹp vô song, danh nho thiên hạ, cưới nàng chẳng khác nào cưới một tòa bảo tàng. Đáng tiếc, chính là thêm một cái miệng. Cho nên nhị hoàng tử không có chút hứng thú nào đối với chu tế tử. Theo hắn biết, sau khi chu tế tử bỏ y theo văn, miệng đã không còn cửa, Người theo đuổi trước đó đã chạy ít nhất 90%. Mà bản thân nàng còn tưởng rằng người theo đuổi mình khắp thiên hạ chứ. Hiện tại trừ bỏ người đầu óc có vấn đề, người bình thường cũng không dám tới gần nàng, đừng nói theo đuổi nàng. Nhị hoàng tử chính là không dám. Đối với loại mặt hàng như nhị hoàng tử, Chu Phân Phân tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ. Ngươi không bằng cha của ngươi, lúc trước cha của ngươi muốn làm hoàng đế, tuy cũng không dám nói ra, nhưng hắn là dám làm ngươi ngay cả làm cũng không dám, quá hèn. Minh Châu công chúa cười dài bổ một đao, tử thần còn trẻ tuổi, hơn nữa, Chu tỷ tỷ người làm sao biết tử thần không dám. Ánh mắt nhìn nam nhân của ta rất chuẩn, bằng không nhiều năm như vậy đã sớm bị người lừa đi rồi. Chu Phân Phân ngạo nghễ nói. Minh Châu công chúa, nhị hoàng tử. Hai người đều cảm thấy Chu Phân Phân có hiểu lầm đối với bản thân. Nhưng bọn họ chỉ dám nói xấu ở trong lòng cũng không dám nói ra miệng. Nhị hoàng tử càng bị hai nữ này dọa sợ, há mồm động không động chính là mưu triều soán vị, cái này ai chịu nổi. Hắn nhanh dời đi đề tài, tế tử đại nhân cảm thấy trong những người này ai có khả năng đi sáu bậc trở lên nhất. Đương nhiên là ngụy quân. Chu phân phân không có do dự. Nhị hoàng tử gật gật đầu, bổn vương cũng cảm thấy là ngụy quân, nhưng hắn trước đó không có kinh nghiệm phương diện này, vị tất có thể một lần là được. Minh Châu công chúa cũng gật gật đầu, thư sơn một bậc một cảnh, ta lúc trước bất ngờ không kịp đề phòng, ở ảo cảnh thứ nhất đã phải dừng lại, phải ở lần thứ hai lên thư sơn có phòng bị mới thành công đi tới bậc thứ bảy. Thư sơn sẽ phong ấn ký ức lên núi người, phóng đại chấp niệm cùng dục vọng người lên núi. Gánh không nổi thất tình lục dục, không có dồn vào chỗ chết rồi sinh ra kiên nghị cùng dũng khí, thì không thể đi ra ảo cảnh. Ngụy quân lần đầu gặp phải loại tình huống này, lần đầu rất dễ xa vào trong ảo cảnh, cũng may hắn là trạng nguyên, có có cơ hội lại đến. Đúng vậy, trạng nguyên có thể lên thư sơn hai lần. Những người khác chỉ có thể lên một lần. Xếp thứ nhất vĩnh viễn là có đặc quyền, bằng không vì sao mọi người đều tranh vị trí thứ nhất chứ? Đối với cái nhìn của nhị hoàng tử cùng Minh Châu công chúa, Chu Phân Phân không bình luận, chỉ lại phất phất tay, mang cảnh tượng trên thư sơn phóng ra trước mặt ba người giống như đang chiếu phim vậy. Trái phải cũng không có chuyện gì, cùng nhau xem bọn họ đến cùng có thể đi bao xa." Chu Phân Phân nói. "Nhị hoàng tử có chút đáng tiếc, nếu có thể nhìn thấy bọn họ nhận là khảo nghiệm ảo cảnh gì thì tốt rồi." Minh Châu công chúa cười cười, "Đó là không có khả năng, mỗi người nhận khảo nghiệm ảo cảnh đều khác nhau, thư sơn sẽ tự động căn cứ dục vọng của người lên núi để biên ra hoàn cảnh." "Ồ, mọi người xem, Ngụy quân động rồi." Nhị hoàng tử, Minh Châu công chúa cùng Chu Phân Phân đều nhìn về phía Ngụy quân ngay sau đó ba người sắc mặt đều cổ quái hẳn lên cái động tác này xem ra là tiến vào ảo cảnh sắc đẹp ngụy quân eo lưng có lực cái tốc độ này va chạm với thích khách thời gian đây mà thích khách thời gian là ai một cha nam lực eo lưng phi thường tốt như lời ba người nói ngụy quân sau khi bị chu tế tửu đưa vào thư sơn đã tiến nhập ảo cảnh tất cả bên cạnh đều đã mất đi không đúng có người còn chưa có mất đi chu tế tử nhưng chu tế tử giờ phút này trạng thái có chút không đúng hai mắt mê ly quần áo hở hơn nữa mặc như hoa đào như người nằm ngửa ở trên giường sau đó nàng mở miệng đến nha khoái hoạt nha ngụy quân gương mặt hưởng thụ có lời này hắn đã nhận ra không thích hợp nhưng ngụy quân cảm thấy không quan trọng xinh đẹp hay không thật ra không sao cả chủ yếu là ngụy quân không là người giỏi tự tuyệt ảo cảnh chân thật sẽ làm cho người ta không phân rõ được hư huyễn cùng chân thật thật giống như nằm mơ vậy một giấc mộng chân thật đến trình độ nhất định người đang nằm mơ là không có cảm giác nhưng có một số người thiên phú dị bẩm cho dù là đang nằm mơ trong tiềm thức cũng biết mình là đang nằm mơ ngụy quân là thuộc loại người có thiên phú dị bẩm này hắn mơ hồ đã nhận ra đây là ảo cảnh nhưng ngụy quân cảm thấy không quan trọng không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Muốn lấy tất phải cho trước. Muốn bài trừ ảo cảnh, phải xâm nhập vào trước mới được. Cái này không có tật xấu. Hơn nữa ngụy Quân vẫn là một đệ tử tốt biết nghe lời. Cho nên ngụy Quân dũng cảm xông lên. Bên ngoài, Chu Phân Phương đột nhiên thấp giọng mắng một câu con mẹ nó, hấp dẫn lực chú ý nhị hoàng tử cùng Minh Châu Công Chúa. Chu tỷ tỷ làm sao vậy? Chu Phân Phương dây dây đầu mình, không có việc gì chỉ là không nghĩ tới ngụy quân tiểu tử này ảo cảnh thứ nhất lại có thể là khảo nghiệm phương diện mỹ sắc thư sơn sẽ căn cứ dục vọng hoặc chấp niệm của một người tự động sinh thành ảo cảnh lúc ấy nàng sau khi lên thư sơn ảo cảnh đầu tiên sinh ra là nàng thành thánh nói như vậy ảo cảnh xuất hiện trước hết tương đương với dục vọng sâu nhất của một người chu phân phương làm lúc này đây là người mở ra thư sơn âm thầm mở cửa sau cho bản thân có thể mơ hồ nhận thấy người lên núi gặp phải khảo nghiệm gì nhưng hiện tại chu phân phương đã hối hận không nên mở cửa sau này ngụy quân thằng nhãi này quả nhiên có ý tưởng đối với mình chu phân phương hoàn toàn không có hứng thú đối với phim ảnh về mình trực tiếp cắt đứt cảm ứng kế tiếp nghe chu tế tử nói như vậy nhị hoàng tử khẽ cười nói ngụy quân tuổi này còn trẻ quá nên như vậy là thực bình thường chỉ cần không trầm mê là tốt rồi Chu Phân Phương trong lòng nói lấy sắc đẹp của lão nương, hy vọng hắn không trầm mê là rất nhỏ. Trên thực tế, nàng đã đánh giá cao sắc đẹp của mình. Ngụy quân kiếp trước là lăn lộn trong giới giải trí, hơn nữa lăn lộn cũng khá thành công. Ý tứ rất thành công chính là những gì nên thể nghiệm đều đã thể nghiệm qua. Mỹ nữ đến trình độ nhất định là khí chất khác nhau, phương diện sắc đẹp trên lệch không lớn. Chu Phân Phương quả thật là một đại mỹ nữ nhưng cũng không đẹp đến bước có thể làm cho ngụy quân từ nay về sau quân vương không lên triều sớm ngụy quân chỉ muốn thể nghiệm một sự kiện người cuối cùng cũng chết cách chết cũng rất là nhiều như vậy có thể chết ở trên người phụ nữ hay không căn cứ ý tưởng này ngụy quân xâm nhập thực tiễn một phen kết quả thí nghiệm nói cho hắn cái này rất khó tối thiểu thời điểm một chọi một hắn không chết được cho nên ngụy quân lựa chọn mở rộng đối tượng thực nghiệm trong ảo cảnh minh châu công chúa rất nhanh xuất hiện không thể không nói ảo cảnh này thật sự rất có trí năng nhân vật cũng rất có trí năng minh châu công chúa lại có thể bắt hắn hai chọn một chu tỷ tỷ cùng ta ngươi tuyển một đi ngụy quân nghiêm mặt nói nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường chúng ta có thể cùng nhau mà minh châu công chúa việc một tiếng tam thê tứ thiếp nhất định sẽ bị quét vào đống rác lịch sử chế độ một vợ một chồng mới là chủ trương của ta ngươi nếu muốn cùng ta một chỗ chỉ có thể tuyển một mình ta ở đây phải nói một chút minh châu công chúa đúng là người đầu lĩnh của tiếng hô chế độ một vợ một chồng ở đại càng phái tiên phong cải cách nàng sở dĩ có thể được hơn nửa phụ nữ kiệt xuất thiên hạ ủng hộ cũng không thoát khỏi quan hệ đến chủ trương chính trị này cho nên nói ảo cảnh này vẫn là quá thật nhưng ngụy quân biểu hiện cũng thực chân thật tốt tất cả do nàng định đoạt. Miệng nam nhân, quỷ gạt người. Vì đạt tới mục đích cuối cùng, nam nhân có thể ưng thuận thề non hẹn biển. Sau đó nên làm thế nào thì vẫn làm như thế đó, tất cả đều như cũ. Trong ảo cảnh, Minh Châu công chúa vẫn bị sắc mặt thành khẩn của ngụy quân qua mắt. Sau đó, sau khi chiếm được nàng, ngụy quân hẹn hò cùng chu tế tử vừa vặn bị nàng bắt gặp. Minh Châu công chúa, ta cần một lời giải thích. Chu tế tử, ngươi chọn ta hay là chọn nàng ngụy quân thật ra ta đều thật tâm đối với hai người ta không phải là nam nhân duy nhất trong thiên hạ động tâm vì hai phụ nữ chứ minh châu công chúa chu tế tửu ngụy quân tiếp tục phát huy tại hiện trường hai người đều là phụ nữ mà ta yêu nhất đều phát sinh quan hệ thân mật nhất với ta các người thích quan tâm ta ta như vậy ta thực cảm động nhưng từ nay về sau xin hai người không cần nói những lời bắt ta chọn một trong hai này nữa ngàn vạn không cần đánh nhau vì ta, vì tốt cho hai người, ta tuổi thân quốc ức một chút, về sau hai người có con, để đứa nhỏ theo họ ta. Chu Tế Tử Nàng bị chấn kinh rồi. Minh Châu công chúa càng quyết đoán hơn so với nàng. Tra Nam, ngươi đi chết đi. Minh Châu công chúa một kiếm chấm dứt tất cả. Ngụy quân cũng không có tránh né. Chủ yếu là né cũng né không thoát minh châu công chúa trong ảo cảnh thực lực rõ ràng nghiền áp hắn ngụy quân chỉ có chút cảm khái mình xem ra không có vương bá khí gì đáng tiếc ngay cả trong ảo cảnh cũng không để cho mình y y một chút ngay sau đó ngụy quân cảm giác trước mắt tối đen đã thoát ly ảo cảnh dưới chân là bậc thang sạch sẽ trước mặt là thư sơn cao lớn như vậy đã đi ra nói cách khác chỉ cần chết một lần ở trong ảo cảnh là có thể rời khỏi ảo cảnh tiến vào bậc thang cao hơn ngụy quân trừng mắt nhìn đơn giản như vậy sao vậy quá dễ dàng rồi trong hiện thực hắn không thể chủ động muốn chết nhưng mà ở trong ảo cảnh chủ động muốn chết còn không phải là bữa sáng sao ngụy quân cảm giác mình đã tìm được mật mã tài phú nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha